Rồi ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục đến với video về Counter-Strike. Và ngày hôm nay thì video này sẽ giới thiệu cho những anh em tân thủ, những người mới chơi cái tựa game này, một số những cái lưu ý rất là quan trọng để mà giúp anh em có thể là tối ưu được cái con app của anh em. Đầu tiên thì con game này thì hiện tại là một cái tựa game rất là quấn anh em ạ. Quấn vãi trưởng, quấn đơn giản là vì đồ họa và tạo hình nhân vật Weibo rất là hấp dẫn anh em ơi. Ngoài ra thì con game này nó hỗ trợ cả client ở trên PC nữa nên cày quốc rất là đơn giản. Ok, không nói dài dòng lừa thừa nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn vào cái nội dung chính ngày hôm nay. Cái lưu ý đầu tiên đó là cái việc mà shop ở phần cửa hàng của chúng ta, ở cái phần danh sách tàu, ở cái phần trung tâm trao đổi, nó có cái phần đó là ưu đãi hôm nay nha. Ưu đãi hôm nay thì chúng ta nên làm cái quần què gì? Anh em nhớ reset cho mình 5 lần ở đây nha. Mỗi lần thì sẽ tốn đến 15 cái viên đá kim cương ở đây em nha. Cái shop này thì chúng ta nên mua cái quần què gì? Ở đây thì đối với những anh em ít nạp hay là không nạp chẳng hạn thì chúng ta tập trung mua cho mình cái vé xanh. Cái vé xanh là cái vé mà giúp cho ta có thể là triệu hồi được nhân vật đấy. Anh em mua vé xanh bằng vàng cho mình nha. Hoặc là những cái vật phẩm ở đây nếu mà cần thiết, nếu mà cần anh em mua cho mình. Cái phần shop này nó có cái phần ưu đãi, nó sẽ giảm giá đối với những cái vật phẩm anh em có thể mua hoặc không mua tùy vào cái nhu cầu, nhưng mà tập trung và mua cho mình đó là những cái nào giảm giá là một này. Cái thứ hai đó là mua cho mình, tập trung mua cho mình cái vé triệu hồi vé xanh ấy, bằng vàng hoặc là bằng kim cương cũng được. Đối với cái vé roll bình thường thì nó sẽ là tốn mất 150 nhá. Nếu mà nó bán rẻ ở đây thì nó khoảng tầm 100 hay là 70 gì đó. Đấy thì anh em sẽ reset nó lại. Sau đó thì chúng ta sẽ mua các cái vật phẩm. À, siêu dẫn ở đây là 50.000 quá. Là mình căng quá nhỉ. Cái vé xanh của nó thì anh em hãy tập trung mua, nhưng mà nó tốn vàng khá là nhiều đấy. Đó thì anh em lưu ý ở cái phần ưu đãi nha. Ở cái phần shop ưu đãi này thì reset cho mình hết 5 lần. Cần gì mua đấy. Hoặc không, anh em tập trung duy nhất mua cho mình mỗi cái vé xanh bằng vàng thôi. Ok, tiếp theo. Tiếp theo đó là về cái phần vàng vĩnh cửu ở đây. Vàng vĩnh cửu ở đây thì thường là nó sẽ tặng anh em khi mà lên cái level hay là những cái event hay là những cái quà tặng, nó sẽ nằm ở trong cái phần thư ấy. Thì đối với những anh em nào mà dư nha, nó đầy quá rồi thì đừng có vào thư nhận hết cho mình khi mà nó tặng. Anh em cứ để đó cho mình. Nhưng mà ở cái phần thư này thì nó sẽ có cái thời gian gia hạn ấy. Nếu mà không nhận thì nó sẽ xóa đi. Đấy thì anh em sẽ dùng cái vàng vĩnh cửu này sẽ đi auto ải. Em có thể là vào cái phần quản lý, sau đó thì vào phần quản lý ở đây. Và đối với những cái nhân vật phẩm R, anh em có thể là rã nó ra nha. Em có thể là phân rã nó ra, xóa nó đi, tách nó ra để mà lấy các cái vật phẩm. Nó có thể là trả anh em tướng này hoặc là nhiều những cái vật phẩm khác. Đấy, thì anh em cần những cái vật phẩm gì thì anh em vào rã. Đối với những cái thẻ mà anh em đi quay X10 ở trong cái phần quay X10 ấy, thì cái thẻ đó đồ nó cho nhiều hơn, phân rã nó ra thì nó sẽ cho anh em nhiều hơn so với cái thẻ, cho với cái thẻ mà anh em đi farm ở map nha. Đấy, anh em ý cái phần này cho mình. Nói chung là nó tách ra thì nó cũng không có nhiều đâu, nó cho nó giảm lại cũng không có nhiều, nhưng mà anh em tích dần dần lên thì nó sẽ tích tiểu thành đại thôi. Đối với những anh em mà không nạp chẳng hạn hay là nạp ít chẳng hạn thì cái vấn đề về cái việc mà tích tiểu thành đại nó cũng rất là quan trọng để mà giúp anh em có cái arc nó ok. Vàng ở trong cái tựa game này thì nó rất là thiếu. Đấy, vàng ở đây rất là thiếu nhá. Ở những cái ngày đầu, ở những ngày đầu nó cực kỳ thiếu luôn ấy. Ở trong cái phần HQ này thì anh em đừng để tâm nhiều đến cái phần cường hóa nha. Đừng để tâm đến cái phần cường hóa này làm gì cả. Đây, ví dụ như là chúng ta có cường hóa ở đây. Thì chúng ta sẽ tốn những cái thẻ để mà cường hóa cho nhân vật của chúng ta. Thì anh em cứ bình tĩnh thôi nha. Không cần quá quan trọng cái phần cường hóa làm gì cả. Cứ bình tĩnh thôi. Khi nào mà anh em thấy là cái vàng của anh em nó dư rồi, hay là anh em có thể là chủ lực được cái vàng này, thì anh em hãy đi cường hóa cái phần thẻ này nhá. Đó, anh em cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Không cần gì phải rối làm gì cả. Đừng có thấy người ta đăng ảnh ở trên fanpage, đăng ảnh ở trên các cái group tựa game Counter-Strike này, thấy là sao nó nhiều hay là tướng nó mạnh thì anh em lại đi lùng sục, bắt đầu đi cường hóa vân vân các thứ, thì chúng ta sẽ mất cái kinh nghiệm rất là nhiều. Cứ để bình tĩnh, những cái người chơi sau họ sẽ có những cái kinh nghiệm và chia sẻ cho anh em. Anh em cường hóa rồi sau này nó lại bị làm sao đó thì anh lại bảo là biết thế thì từ từ hãng cường hóa hay là như thế nào đó, thì chúng ta sẽ bị tốn cái con arc của anh em khá là nhiều. Tiếp theo đó là cái việc mà chơi đội hình của chúng ta. Chơi đội hình thì anh em đừng chơi toàn bộ tướng ESR.
đừng nên chơi toàn bộ R và hãy trộn vào thêm những cái con R hay là những cái con SR nữa. Những cái con SR và những cái con R nó khá là ngon bổ rẻ đấy. Chứ anh em đừng có chê những cái con R hay là những cái con SR nha. Anh em chỉ cần tập trung nuôi cho mình khoảng tầm 2, 4, 6, 8 cái con đầu thôi. Tập trung nuôi 8 cái con đầu thôi. Còn lại thì anh em sẽ đi vào cái phần bạn bè. Đó, ở cái phần quản, ở phần cộng đồng này, sau đó thì ở phần đối tác này, anh em kết bạn cho mình thật là nhiều người vào cho mình. Anh em kết bạn full cho mình luôn nha. Full tối đa cái số lượng bạn bè đấy mà anh em có thể kết bạn được. Sau đó thì khi mà muốn tác chiến ấy thì anh em sẽ như sao? Đây. Khi mà muốn tác chiến đúng không? Thì chúng ta có thể là nhờ bạn bè đó đấy để mà vào trận đấu của chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Thì anh em chỉ cần nuôi 8 con nhân vật thôi là chúng ta có thể là tiết kiệm được một cái lượng tài nguyên khá là nhiều. Còn đối với những cái thẻ tướng trùng nhau SR hay là SR, anh em đợi tới khi mà cái Awakening ra, nó sẽ mở cái giới hạn level thẻ lên 110. Những cái thẻ trùng nhau thì anh em từ từ hãy lâng sao nha. Bình tĩnh hãy lâng sao. Khi mà cái bản Awakening ra thì nó sẽ có một cái loại cốt lõi mới, đó là Awakening Cube màu trắng. Cái cục đó thì sẽ giúp anh em đột phá giới hạn thẻ lên. Cái loại Awakening Cube màu trắng đó thì nó khá là khó kiếm, nên khi mà anh em có những cái thẻ trùng ấy thì sẽ giúp anh em có thể là tiết kiệm được khá là nhiều. Anh em cần tới 15 cái thẻ trùng đột phá một tướng từ cái level 100 lên 110. Hai cái level thì chúng ta cần đến 3 cái thẻ trùng nhau để mà đột phá được. Tiếp theo đó là ở cái phần bản đồ thế giới. Bản đồ thế giới của chúng ta thì sẽ ưu tiên mở những cái phòng nào. Anh em lưu ý là ở cái phần cơ sở chi nhánh của chúng ta thì anh em sẽ ưu tiên mở cho mình đó là 3 cái phòng. Mình ở đây thì mình nỡ mở mấy cái phòng rồi tí nữa. Nếu mà anh em là nỡ mở rồi thì em có thể là xóa cơ sở đó đi và tốn ít vàng nha. Tốn ít vàng để mà lấy lại cái điểm cơ sở. Sau đó thì sẽ xây lại cái cơ sở mới cho mình. Cái cơ sở ở đây thì anh em sẽ tập trung mở cho mình cái cơ sở đó là cái phòng PR, xác suất nhiệm vụ khẩn cao cấp xuất hiện trên danh sách cộng 10%. Đó là cái phòng chiến lược tương lai này. Cái phòng này thì thời lượng sẽ trừ 10% cho cái nhiệm vụ khẩn này. Tiếp theo đó là cái phần đó là xác suất đại thành công cộng 10% cho nhiệm vụ khẩn. Đấy thì anh em tập trung mở cho mình 3 cái văn phòng này nha. Mở cho mình 3 cái văn phòng này thì sẽ giúp anh em có được cái phần bản đồ thế giới nó chuẩn chỉnh nhất. Đối với những cái phòng nào mà anh em không cần cái điểm cơ sở để mà có thể là xây dựng được thì anh em cứ nâng cấp mắc lên cho mình. Cứ nâng cấp mắc lên cho mình nha. Anh em thiếu cái gì thì anh em mở cái đó. Ở đây thì nó sẽ có hai cái loại, đó là cái loại mà sẽ tốn cái điểm cơ sở, còn cái loại đó là sẽ không tốn cái điểm cơ sở. Đấy, thì những cái điểm, những cái loại nào mà nó không tốn cái điểm cơ sở thì anh em cứ nâng mắc lên cho mình. Và đối với những cái nào mà nó cần cái điểm cơ sở thì anh em ưu tiên vào 3 cái phòng mà mình vừa chỉ cho anh em đó. Ở trong cái phần nhiệm vụ, ở đây nó có cái nhiệm vụ hình như là cái nhiệm vụ thành tích thì phải nhỉ. Cái nhiệm vụ thành tích của chúng ta thì sở hữu hai cái chi nhánh bản đồ thế giới thì anh em sẽ nhận được một cái vé chọn tàu. Xây dựng hai cái cơ sở là như thế nào? Anh em chỉ cần mở được hai cái cơ sở này thôi, mở hai cái cơ sở này nhá, thì chúng ta sẽ nhận được một cái vé đó. Và cái vé đó thì anh em nên ưu tiên nhận cái con tàu nào. Mình lại dở ngương lại nhận nhầm cái con tàu là anh em ạ. Nhưng mà thực ra thì nếu mà được chọn thì anh em sẽ lựa chọn cái con tàu ở bên tay phải của mình ấy. Bên tay phải nha, chứ không phải là chọn cái con tàu này đâu. Không chọn cái con tàu của Abraham mà anh em lựa chọn cái con tàu ở bên tay phải của chúng ta ấy. Thì con tàu đó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Một cái điều nữa mà anh em không để ý nhiều cho mình lắm đó là ở cái phần đấu trường. Ở cái phần đấu trường này thì anh em chịu khó đánh cho mình một ngày 5 trận chiến lược. Đánh nhiều những cái trận chiến lược vào. Không quan trọng là thắng thua. Anh em cứ đánh nhiều cho mình, càng nhiều càng tốt. Đánh cho khi nào mà nó hết cái vé này thì thôi này. Cái vé chiến lược này thôi. Đừng quan tâm cái việc thắng thua. Đừng quan tâm đến cái việc thắng thua nha. Tại vì cái điểm rank của nó sau khi mà nó tổng kết thì nó cho anh em thì quả rất là chối. Do đó là không quan tâm đến cái phần thắng thua. Mà anh em chỉ cần quan tâm đến cái việc mà một ngày anh em đánh đủ cho mình 5 lần. Một ngày đánh đủ cho mình 5 lần nha. Anh em đánh như thế để làm cái gì? Để mà giúp chúng ta có thể là mở được 3 cái shop. Cái shop đầu tiên thì mở được rồi này. Nhưng mà cái shop thứ hai và cái shop thứ ba này thì chúng ta đánh nhiều thì nó mới mở nha. Và cái shop thứ ba này là cái phần quà quan trọng nhất, là cái đồ mà giúp anh em có thể là mua được quan trọng nhất, đó là cái hợp đồng lao động tối mật. Cái hợp đồng lao động tối mật này để mà giúp anh có thể là quay được Awakening thức tỉnh anh em nhá. Đó thì lưu ý đó là anh em phải đánh cho mình cái phần đấu trường. Cái phần đấu trường này cho mình nhiều vào trận chiến lược cái này. Sau đó thì mở được cái shop thứ ba và mua cho mình cái hợp đồng tối mật. Hợp đồng tối mật giúp anh em quay được Awakening. Đó, cái phần thức tỉnh. Những cái con tướng thức tỉnh thì mình sẽ có cái video giới thiệu cho anh em sau.
Đó thì sẽ có cái video chỉ cho anh em cụ thể về Awakening. Rồi, đó là toàn bộ cái video hướng dẫn cơ bản của mình cho tân thủ, những người mới chơi cái tựa game này. Nếu mà còn thiếu sót cái gì đó, còn sai sót cái gì đó thì nhớ comment phía dưới để mình hoàn thiện hơn trong các video tiếp theo nha. Anh em không biết là đã chơi cái tựa game này thế nào rồi, nhưng mà hiện tại thì cái đội hình của mình nó cũng khá là ok. Có SR. Hiện tại ở đây thì đang có đến 3 SR, chủ yếu là tanh và bớt máu thôi. Còn lại thì những cái con sát thương khác thì mình chơi ESR. Đó thì anh em lưu ý là build thì build không cần phải build toàn bộ full SR làm gì cả. Bớt cho mình thêm cả kèm R và SR nữa. Rồi, ok. Rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo.